ngày 19 tháng 11, Công an huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, cho biết, cơ quan này hiện đang điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã Nghĩa Hưng vào tối một ngày trước. Thông tin ban đầu cho biết, tối 18 tháng 11, Nguyễn Văn Long 1967, trú xóm 10 xã Nghĩa Hưng, cùng Hoàng Văn Đức 1987 và một số người tổ chức ăn uống ngày hội đại đoàn kết. Sau khi ăn nhậu, cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke. Khoảng 23 giờ cùng ngày, cả nhóm đang hát thì giữa Long và Đức xảy ra mâu thuẫn cãi cọ. Quá trình cãi nhau, Long rút dao đâm vào bụng Đức. Phát hiện vụ việc, những người xung quanh lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên đến 1 giờ ngày 19 tháng 11, nạn nhân Đức đã tử vong. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an Nghĩa Đàn đã có mặt tại hiện trường, bắt giữ đối tượng Long và thu giữ vật chứng là con dao gây án. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.